Mừng chào các bạn đã quay trở lại với Relab. LG G5 được ra mắt vào năm 2016 cùng thời điểm với Samsung Galaxy S7 Series, và một thời gian sau đó thì mình nhớ không nhầm Apple cũng đã chính thức giới thiệu bộ đôi iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Nhưng các bạn có nhận ra điều gì không? Đấy là xung quanh chúng ta hiện tại iPhone 7 hay là iPhone 7 Plus vẫn rất là phổ biến, vẫn rất nhiều người sử dụng. Trong khi đó kiếm được một người dùng LG G5 thực sự là khó hơn lên trên trời. Rõ ràng LG G5 là một chiếc điện thoại sở hữu đầy tính đột phá. Vậy trong video ngày hôm nay hãy cùng mình nhìn lại chiếc LG G5 để thấy rằng đôi khi smartphone sáng tạo là chưa đủ. Trước khi vào quá sâu về LG G5 thì hiện tại chúng ta vẫn đang có những cái sản phẩm mới hơn như là LG G8 và G7. Nó đã hoàn thiện và rất là tốt rồi. Hiện tại XT Mobile đang có hàng và đang bán với mức giá rất là ổn. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả video. Hãy truy cập để các bạn quan tâm tới những sản phẩm LG mới hơn, chứ không phải là cái LG G5 quá cũ như thế này nữa nhá. Đầu tiên mình phải nói rằng LG G5 là một sản phẩm rất đột phá. Vào thời điểm nó ra mắt, rõ ràng G5 sở hữu cực kỳ nhiều những cái tính năng mới lạ. Nó là một trong những chiếc điện thoại hiếm hoi sở hữu camera góc rộng lên tới 135 độ. Không chỉ vậy, nó còn sở hữu một cái tấm màn hình độ phân giải rất lớn. Mặc dù kích thước chỉ có 5,3 inch thôi, nhưng độ phân giải tới 2K và đạt mật độ điểm ảnh là 554 ppi cơ. Và đặc biệt nhất đó là LG đã thiết kế chiếc điện thoại này có khả năng tháo lắp. Mình nhớ không nhầm vào thời điểm đó thì những cái ý tưởng về điện thoại module, điện thoại tháo lắp đang rất được nhiều người dùng quan tâm. Có những cái dự án như là PhoneBlock này, hay là Google cũng có cái project Ara của họ là về điện thoại lắp ghép. Và người dùng thể hiện sự quan tâm rất lớn về ý tưởng này. Thì LG họ đã là kẻ tiên phong. Họ đã ra mắt LG G5 với một thiết kế module. Đó là chi tiết hơn, đó là người dùng có khả năng rút cái phần dưới của máy ra để thay pin, hoặc thay vào những cái cụm module khác như là Cam Plus hỗ trợ chụp ảnh tốt hơn, hay là loa BNO để cho chất lượng âm thanh tốt hơn. Đó không chỉ sáng tạo hay là khác biệt, mà bản thân LG G5 cũng là một chiếc flagship cực kỳ mạnh mẽ. Nó sở hữu con chip Snapdragon 820 cùng 4GB RAM. Vậy nhưng rõ ràng chúng ta đều biết rằng LG G5 là một thất bại của LG. Và chúng ta sẽ phải đi đến phần tiếp theo, đó chính là khi mà sự sáng tạo là không đủ. Rõ ràng đối với G5 thì LG đã không chọn cái hướng đi đó là trang bị cho nó một con chip khác biệt hay là một hiệu năng quá là vượt trội so với những chiếc flagship khác. Hãng đã chọn một hướng đi đó là cho nó một cái thiết kế mới và những cái tính năng phụ trợ cũng cực kỳ là khác lạ. Tuy nhiên, sáng tạo là vậy nhưng đôi khi sáng tạo quá thì lại tạo ra phản tác dụng. Thiết kế module của LG G5 là quá khác biệt và chưa từng có tiền lệ. Vậy cho nên rất khó khăn cho các cái nhà sản xuất ở bên thứ ba có thể sản xuất các phụ kiện hỗ trợ hoàn toàn cho chiếc LG G5 này. Không chỉ vậy, bản thân LG, cái người mà đã đẻ ra cái thiết kế này ấy, thì họ cũng không hỗ trợ hoàn toàn chiếc điện thoại này. Họ chỉ ra mắt một số những cái module rất là hạn chế, như mình đã nhắc là Cam Plus để hỗ trợ chụp ảnh, hay là loa BNO hỗ trợ âm thanh thôi. Và không chỉ vậy, những cái module này cũng có giá rất là đắt nữa. Và nói về sáng tạo thì đã là sáng tạo hời hợt, sáng tạo chưa đủ, chưa hỗ trợ tốt rồi. Mà bản thân cái điện thoại này nó cũng không phải là một chiếc điện thoại tốt. Trước G5 thì là LG có G4, anh em đều biết về cái fault của nó trong quá khứ rồi. Đó là lỗi đột tử này, lỗi màn hình này, lỗi phần cứng rất là nhiều. Còn đối với G5, tuy rằng cái lượng lỗi này đã bị giảm đi, nhưng với cái thiết kế module thì nó lại sản sinh ra những cái vấn đề khác, như là module lỏng lẻo này dễ hỏng sau nhiều lần tháo ra. Rõ ràng với một chiếc điện thoại được thiết kế module để người dùng có thể tháo ra tháo vào thay pin cho tiện lợi, mà nó lại dễ hỏng sau khi tháo ra thì thật là ba chấm đúng không nào? Đây thật sự là một cái điều mà LG cần phải cải thiện trong tương lai. Đó là họ sáng tạo nhưng mà họ lại sáng tạo chưa tới. Họ làm ra những thiết bị khác biệt nhưng họ lại không hỗ trợ nó tới nơi tới chốn. Và LG G5 khi được sinh ra thì nó được mong muốn là thay đổi thị trường smartphone, nhưng rõ ràng với những cái lỗi, với những cái sự hỗ trợ không hẳn hoi của nó thì vẫn chưa đủ để thay đổi quan điểm này của người dùng. Và nhìn đi nhìn lại qua LG G5 thì chúng ta mới nhận ra rằng rõ ràng sáng tạo là không đủ. Với một sản phẩm flagship đã quá đắt tiền như vậy thì đôi khi người dùng lại không muốn sử dụng những cái tính năng hay là sở hữu những thiết bị mang tính thử nghiệm. Chúng ta hãy cùng nhìn lại Samsung nhé. Họ có rất nhiều những cái thiết bị mang tính thử nghiệm nhưng nó lại là những sản phẩm ở tầm trung hoặc là cận cao cấp, như là Galaxy A60 có màn hình đục lỗ này, hay như là camera xoay lật ở trên Galaxy A80. Và sau đó thì họ mới mang những cái công nghệ đó lên những cái mẫu flagship như là màn hình nốt ruồi, màn hình đục lỗ trên Galaxy S10, Galaxy Note 10, Note 10 cộng. Đó là nói về Android rồi, còn nhìn sang đối diện đi, iOS. iPhone 7, iPhone 7 Plus rõ ràng là một chiếc điện thoại không có quá nhiều sự đột phá. Mặc dù là nó không có camera góc rộng này, nó không có màn hình 2K này, nhưng nó được Apple hỗ trợ rất tốt, và thậm chí trong tương lai nó vẫn sẽ được nâng cấp lên hệ điều hành mới nhất là iOS 13 cơ. Nói như vậy để thấy rằng đối với công nghệ nói chung thì sáng tạo là tốt, đổi mới là tốt. Nhưng đối với điện thoại, đôi khi người dùng chỉ cần một chiếc điện thoại đáng tin cậy là được. Còn sáng tạo quá mà lại còn lỗi như thế này thì đó, thất bại của LG chúng ta đã nhìn thấy rồi. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ gì về LG G5 này, về những cái sản phẩm trong năm 2016 như là iPhone 7, 7 cộng hay là Galaxy S7 như mình đã nói? Và các bạn có muốn Relab tiếp tục làm những cái video look back, nhìn lại
quá khứ và phân tích về những chiếc điện thoại trong quá khứ hay không thì hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Và đừng quên, hiện tại tại XT Mobile đang bán những sản phẩm LG, nhưng là LG G7, G8, những sản phẩm mới hơn và đã cải thiện hơn rất nhiều rồi với mức giá rất tốt. Hãy truy cập nếu các bạn quan tâm tới những sản phẩm của LG nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Cầm thôi.